2020 là một năm đầy thách thức và biến động của thị trường cửa cuốn trong nước và quốc tế. Với phép thử COVID-19, tập đoàn Osdor, thương hiệu cửa cuốn Osdor, đã quyết định ngược xu hướng khi đầu tư mạnh mẽ về cả nhân lực và vật lực, tạo nên những cột mốc ấn tượng, đánh dấu cho sự phát triển vượt bậc của Osdor trên thị trường. Năm 2020, cửa cuốn Osdor tiếp tục khẳng định bản lĩnh và vị thế của thương hiệu, dẫn đầu với các hoạt động lớn như liên tiếp khai trương hệ thống đại lý ủy quyền, đào tạo đại lý, thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ đại lý. Song song với đó, Osdor tổ chức các hoạt động thúc đẩy kinh doanh, các chương trình khuyến mãi dành cho hệ thống đại lý và người tiêu dùng. Gần 3.000 quà tặng đã được trao với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Năm 2020 cũng là năm thương hiệu cửa cuốn Osdor vươn mình phủ sóng đồng loạt trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng, với tổng gần 5 triệu lượt tiếp cận thông tin tới khách hàng trong và ngoài nước, các hoạt động quảng cáo ngoài trời, báo chí, truyền hình, tài trợ game show, triển lãm Việt Build cũng được triển khai mạnh mẽ, tăng độ phủ của thương hiệu. Giữa bối cảnh kinh tế khó khăn, tập đoàn Osdor vẫn mạnh mẽ đầu tư, tập trung nâng cao chất lượng và liên tiếp ra mắt các dòng sản phẩm mới, đạt mức tăng trưởng doanh thu 24% toàn tập đoàn, hơn nửa triệu bộ cửa được lắp đặt. Trong đó, cửa cuốn Osdor là mũi nhọn kinh doanh chính, góp phần tạo nên kết quả ấn tượng này. Không chỉ chú trọng sản xuất kinh doanh, Osdor luôn ý thức việc thực hiện các hoạt động cộng đồng, tạo nên giá trị bền vững cho xã hội. Đặc biệt, trong một năm với rất nhiều khó khăn vừa qua, Osdor đã tổ chức hoạt động chung tay đẩy lùi Covid-19, chuyến xe cứu trợ người dân và đại lý miền Trung bị lũ lụt, cùng đại lý sản xuất khắc phục thiệt hại do cháy xưởng. Osdor còn liên tiếp xuất hiện trên cương vị là nhà tài trợ chính cho hoạt động thể thao nhằm đồng hành ủng hộ các đại lý gắn kết hơn. Bằng những cống hiến của mình, Osdor được vinh danh lần thứ 2 liên tiếp là đơn vị cửa cuốn đầu tiên và duy nhất đạt thương hiệu quốc gia, chứng nhận dành cho những thương hiệu tiêu biểu. Osdor luôn vững vàng vị thế trên thị trường suốt 18 năm phát triển, đồng thời góp phần quan trọng đưa tập đoàn Osdor xếp hạng top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Năm 2020 được xem là một năm ghi nhận nhiều thành công, giúp cửa cuốn Osdor tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực cửa cuốn an toàn và thông minh, hàng đầu tại Việt Nam, mang đến những trải nghiệm đỉnh cao cho người dùng cả nước.